lại sau những năm tháng mệt nhoài. Cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi. Đoạn đường khi phù lắm trong đời, xa xưa vui bờ tương lai đang chờ. Thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Nàng hương hoa toàn khắp nhân gian, nàng khi nhẹ nhàng chờ em đến, có em bên đời. Thấy ôi sao bình yên, mong thời gian sẽ mãi ngưng lại, sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời. Ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh gửi em. Mong đến khi ta gặp nhau, những đêm hôm tàn em, trái tim sẽ trung nhịp từ phút giây này. Mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Có mặt trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, ngày mộc bà ta thường gọi đó là ngày thời nơi. Để ngày vui hôm nay cùng chúc mừng cho bé Kiều Ly được tròn 1 tuổi. Và trong ngày hạnh phúc hôm nay, trước sự hiện diện của ông bà cô chú cùng toàn thể các anh chị thân mến, đã có những món quà yêu thương và những lời chúc ý nghĩa dành tặng gửi đến chúc mừng cho bé Kiều Ly. Và trong ngày chung vui hôm nay, cho phép Lục Thảo sẽ được thay mặt cho anh Vinh cùng với chị Hương xin gửi đến toàn thể quan khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân quý nhất. Các quý vị mến, xin thưa quý vị, trong mọi con người chúng ta ai cũng có những niềm vui, những điều hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ riêng với gia đình của anh Vinh và chị Hương rất hạnh phúc khi có cho mình một thiên thần bé nhỏ, một nàng công chúa thật dễ thương, đó là bé Kiều Ly. Và trong ngày vui hôm nay, gia đình đã tổ chức một buổi tiệc rất long trọng để cùng chúc mừng cho ngày sinh nhật lần thứ nhất hôm nay. Và để ra mắt nhân vật chính, mời tất cả quý vị hãy trổ anh Vinh và chị Hương một tràng pháo tay thật to của tất cả quý vị gia tặng chúc mừng cho đại gia đình. Vâng, và kính thưa các vị khách quý kính mến, và trong ngày chung vui đặc biệt, em cũng xin trân trọng kính mời ông nội bà nội và cùng với bà ngoại tiến chân về sân khấu để thắp lên những đầu nén chúc mừng cho cháu của mình. Thì ông nội bà nội đại diện cho hai bên gia đình là nội ngoại nha. Và đây xin được mời anh Vinh, mời anh hãy thắp lên ngọn đèn con số 1 để chúc mừng cho ngày vui hôm nay. Kiều Ly, chúc cho con một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn và ngàn con đường thành công sau này. Và kính thưa quý vị, giờ đây sẽ được mời đại gia đình của mình cùng chắp tay lại cầu nguyện những điều ước mà mình mong muốn để chúc cho bé Kiều Ly mau ăn sống lớn, sau này là một đứa con ngoan cho gia đình, là một người hữu ích cho xã hội sau này. Giờ đây mình chắp tay lại cầu nguyện nhé. Sau khi cầu nguyện và đại gia đình, sau 3 tiếng đếm chúng ta cùng thổi nén để cho những điều ước thành hiện thực nha. 3, 1, 2, 3. Cầu nén lung linh vừa rồi cũng đã được thổi thắt những điều mong muốn. Một tràng pháo tay của tất cả quý vị nhà tặng để chúc mừng cho ngày vui hôm nay quý vị ơi. Và trong ngày giờ chúng tôi đặc biệt hôm nay cũng xin